Ngày 15 tháng 5, Chi bộ trường Trung học phổ thông Lăng Chánh tổ chức đại hội lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lữ Đức Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện tổ công tác chỉ đạo đại hội Đảng bộ Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và 29 đảng viên của chi bộ. Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ trường Trung học phổ thông Lăng Chánh đã có nhiều đổi mới sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội đề ra. Tập thể đơn vị ổn định, đoàn kết và không ngừng phát triển. Quy mô phát triển của nhà trường hàng năm từ 29 đến 30 lớp. Học sinh là người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 90%, học sinh nữ chiếm hơn 50%. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, cán bộ, giáo viên, nhân viên có lập trường chính trị vững vàng, yên tâm công tác, có tinh thần làm việc, cống hiến, gắn bó với đơn vị. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được chú trọng, nền nếp kỷ cương được đảm bảo, các chế độ chính sách, quyền lợi của người lao động và học sinh được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác xây dựng phát triển đảng được thực hiện đồng bộ, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả. Hàng năm, nhà trường có tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông bình quân đạt 97,34%, tỷ lệ học sinh thi đậu đại học cao đẳng hàng năm đều đạt trên 40%. Riêng tổng số học sinh đậu đại học từ năm 2015 đến năm 2019 là 415 em, vượt mức chỉ tiêu đề ra. Trong 5 năm, tổng số học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp trường là 397 giải, số học sinh đạt giải các cuộc thi cấp tỉnh là 124 giải. Đặc biệt trong những năm gần đây xuất hiện các giải cao. Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học, định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình kế hoạch giáo dục, tình hình tổ chức, các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, sinh hoạt chuyên môn theo hướng phát triển phẩm chất năng lực người đọc. Trong nhiệm kỳ, nhà trường đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong các năm học, được các cấp ghi nhận. Liên tục 5 năm qua, đều được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 2 năm học liên tiếp 2016-2017 và 2017-2018. Được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua. Năm 2018, được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen. Với phương châm hành động đoàn kết nội bộ, tư duy sáng tạo, hành động thiết thực, khắc phục khó khăn, phát triển bền vững, nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ nhà trường đề ra mục tiêu tiếp tục lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đội ngũ đảng viên tăng về số lượng và đảm bảo về chất lượng, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường công tác phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng học sinh khá giỏi để nâng cao chất lượng mũi nhọn, nâng cao chất lượng đại trà, đạt các chỉ tiêu giáo dục được Sở Giáo dục và Đào tạo hàng năm. Tăng cường bổ sung cơ sở vật chất nhà trường, luôn đảm bảo các yêu cầu của trường chuẩn quốc gia, chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện tốt việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo quyết định số 88 của Quốc hội. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lữ Đức Trung, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận biểu dương những kết quả của chi bộ trường Trung học phổ thông Lang Chánh trong nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được. Đồng thời đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ cần tiếp tục quán triệt triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đến cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên trong chi bộ. Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, chuẩn bị tốt cho chương trình giáo dục phổ thông mới, tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chú trọng rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, quản lý công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Nhân dịp này, đồng chí Lữ Đức Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tặng hoa chúc mừng đại hội. Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đại hội đã bầu ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí, bầu bí thư, phó bí thư chi bộ và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025.